Ok, lột cho nó mát. Điện hộ anh thì cứ anh cứ nói em là anh bị gỡ áo xuống thôi chứ có đâu quê. Thầy bó rồi nói lấy chị về luôn á hả? Chịu chị luôn á hả? Chịu lấy chị luôn á hả? Nãy gọi điện nhé nhé hả? Nãy gọi điện gì? Gọi điện gì cơ? À mà cuối cùng bị nêu đích danh. Thì em hãy luôn sống những phút giây ấy yêu đời. Với cái độ mà sống tốt với anh á, sống tốt của anh á, thì đi làm chắc bị nhiều người ghét lắm hả? Đúng không anh Chí? Dẫn lối em đến nơi bình yên.
tìm bánh pizza rồi chứ. Tìm tìm pizza của Talk TV mới ghê chứ. Ừ, ổng sống tốt quá vậy. À, bà bùm bùm. Hello Thế Long. Hôm nay em show có một show à, tí nữa em có việc bận cho nên là đó, ăn ở tốt quá mà. Ăn ở tốt quá, cái đi đâu cũng bị. Anh về chưa? Hả anh Sói? Nhỏ mồm mồm. Anh lên gặp anh sẽ được ông visa thôi chứ không bị gì đâu sợ. Tại sao phải là cuối tháng mà không phải là bây giờ? Tiễn nhau. Sao lúc nào anh Hùng mà coi show em cũng bị lắc luôn á. Chị không biết bài đó rồi Minh ơi. Chờ con vợ rồn ra thôi mới ghê chứ. Con vợ rồn. Thôi nha anh Hùng, bậy lắm nha. Em mới 15 tuổi à. Em mới 15 tuổi à. Anh Hùng không có được cho em coi mấy cái đó nha. Bị lắc hả? Bị lắc á mà ta. Mới 15 tuổi à. Chịu thôi. Chịu thôi, mình già mà mình chịu thôi. Ok, mình chấp nhận. Em sẽ 260. Anh coi không bao giờ anh bị lắc hết. Thế mà nói vậy đó. À phải không? Em nhìn được cái mặt của anh lúc này nha. Em biết mặt nói xạo quá. Nãy giờ không có ai bị lắc hết. Thấy chưa? Cứ lúc nào cũng đổi thừa cho idol hết. Buồn chưa? Hôm nay thì tôi đã tập được bài này sơ sơ rồi, nhưng mà vẫn không biết hát. Đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu thương thiết tha yêu nhau, vậy mà bây giờ này đừng tính giờ. Em thôi bỏ điệp khúc bài hát. Anh đang giật tung chảo đây. Nhìn cười nhé anh em. Điệp khúc thì tôi hát cho nghe. Điệp khúc tôi hát hơi bị chuẩn luôn á. Vừa tôi mới nghe lại rồi. Còn bây giờ mà hát là làm cho cười cho mọi người đó.
ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Em vẫn luôn khắc sâu như hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu mà đành buông lời câu. Ta phải xa rời nhau như kia dần úa màu. Trong lòng buồn mỗi khi em ngắm hoa những dòng lệ rơi. Anh giờ đang khắc đi em biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Đành vậy thế thôi ân tình này vỡ đôi. Em chúc anh luôn nở nụ cười trên môi. À hát lộn. Nụ cười yên vui mà hát là nụ cười trên môi bây giờ. Anh ao ra anh vô lại đi anh đẹp. Ai vậy? Ai hẹn đây kìa. Chưa có thấy idol nào như tôi luôn á, chỉ biết hát điệp khúc thôi, không biết hát khúc đầu. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu nhau vậy mà bây giờ lại xa lạ, còn đường tình giờ. Ok, đi làm đi ông ơi. Bye bye ông. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Em vẫn luôn khắc sâu như hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu đành buông lời những câu. Ta phải xa rời nhau như kia dần úa màu. Trong lòng buồn mỗi khi em ngắm hoa những dòng lệ rơi. Anh giờ đang khắc đi em biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Vậy thế thôi ân tình này vỡ đôi. Em chúc anh luôn nở nụ cười yên vui. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Em vẫn luôn khắc sâu như hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu. Lắc mà ta. Sao bên này em thấy bình thường mà. Delay đâu phải là lắc đâu, đúng rồi, delay là đứng im luôn mà. Lắc lắc là nó giật giật á, delay là đứng im luôn. Chắc xem trên app. Mọi người đề nghị mọi người lên máy tính coi. Hoặc là có thể ra tiệm net sẵn mình chơi PUBG luôn và coi show tôi cũng được. Ngắm hoa những dòng lệ rơi. Các bạn cần tìm người chơi thì mình kiếm cho các bạn luôn. Sao hay? You with this. I need your love, I need your time. Wrong, you make it right. Feel so I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Bạn thân của Bảo hả? Không muốn vào xem show nữa. Không muốn vào xem show nữa. Muốn vào xem người khác trời. Bảo có bỏ thì Bảo có bỏ tôi đi theo giống bạn thân của Bảo không?
helpless here. Watch my eyes are filled with tears. Oh, dễ thương. Anh nghe chưa anh đẹp? Tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. You found somebody else. Có người khác. And I prayed. Ờ, bó xì luôn, không chơi luôn, nghỉ chơi luôn, bó xì luôn bảo. Bài nãy hả? Là bài Somebody Else. Hay là bài I Need Your Love hả? Phải không? Hay bạn thân có bạn thân mới rồi? Không anh nghĩ sao vậy? Nếu như mà có bạn thân mới thì vô kêu anh bạn thân làm cái gì? Đúng không? Suy nghĩ ra. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never so. Ngắm hoa những dòng lệ rơi, ta giờ đã như mây ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu mà đành buông lời những câu. Ước gì có ai rap cho tôi nghe bài này. Dạ ok anh sói. Trời vẫn rất xanh, gió vẫn trong lạnh, nhưng ngày đẹp trời được anh có muốn lên xe và ra đường cùng em. Không cần make up, ay, cũng chẳng cần phấn hay son. I love you. À, cảm ơn anh trai. Trời vẫn ngát xanh. Nếu một ngày đẹp trời được em có muốn lên xe và ra đường cùng anh. Không cần make up, ay, cũng chẳng cần phấn hay son. Cao hơn rất sợi nắng cần nhật tại nhưng mà em vẫn cứ ngon. Thì gặp nhau vào một ngày đầy gió, khi trong lòng vẫn còn nặng tâm tư. Trên tay anh nhiều cần vẫn cháy đỏ, anh ngồi cạnh anh cái đầu gậy lắc lư. Đưa tầm mắt nhìn thành phố lúc đêm bực. Muộn à, như toàn nhà này này cũng hay mà nghe đêm. Em nghe bài này cũng hay muộn. Mà em có nghe thấy lắm. Ờ em ơi còn cháy, anh thấy còn đập khói ngay đây. Tay em thơ còn gì nữa mà sao đốt. Thật ra rap và thơ nó cũng có một mối liên kết nha. Nếu như mà Bảo muốn biết đỏ thì Bảo hãy hỏi Binji nha. Binji chấp hết giọt đâu. Làm ăn kem. Em ăn, em muốn ăn thịt gà anh Sói à. Em muốn ăn thịt gà anh Sói. Cái này là nó remix rồi. Dạ chọn. Đưa nhau có bao nhiêu ngày dài, cũng vượt cả ngàn chông gai. Không, à ố ai là fan ruột vậy? Không phải là tôi đâu. Tôi hết rồi. Thì vẫn có anh chạy đến với em, đưa tay ôm lấy em thật lâu. Gặp em 20 năm cuộc đời, giờ phải là chơi. Nhìn em đã biết từng anh lắm rồi, chẳng cần anh phải mời. Nhưng em ơi, yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Em mà đã thích thì đừng có lăn tăn. Khác là phải uống đêm lại phải đặt chân. Anh sẽ tạo điều kiện chữa anh nào còn khó khăn. Chẳng rộng như dài ngân hà, cũng biết anh lạc vào mắt em. Ở đây nhiều con trai Hà Nội lắm nè. Đọc mấy bài rap này là thôi rồi luôn. Bao nhiêu em chết hết. 1.000 một miếng cu đơ, 2.000 hai miếng cu đơ, 1.000 tiện cho anh hỏi giá trái tim. Bao nhiêu thì em bán để anh còn biết đường lặn lội tìm sang mua. Ê, ngày gà thì tôi thích ăn giữa trưa hay chiều tối, chỉ cần em gọi là anh sẽ qua. Như là em thích hết. Chạy đến với em, anh chẳng trừ phao câu ra. Ê, anh không sợ cả. Trừ phao câu ra. Con gà trừ phao câu ra. Anh chẳng mày biết ham chơi. Nhưng mà thích là ăn nhưng mà giờ em kể là nó cũng hết bà đó con gà rồi. Em kể luôn nha, em thích ăn đùi nè, cánh nè. Cũng không hẳn là hết nữa. Đùi nè, cánh nè, ức nè. Cũng đủ là mình thấy mênh mông qua từng con phố. Xong rồi mấy cái gan rồi mền ở đó. Hết đâu nhỉ?
Vậy là anh gặm xương hả? Gặm xương gà hả? Xương gà có gì đâu mà gặm. Phao câu thấy ghê quá, em không tin là nhiều người thích ăn phao câu luôn á. Cái mùi nó sẽ như thế nào nhỉ? Thì một xô. Thì một xô chứ sao? Bao nhiêu là cho đủ, chẳng phải ngỡ âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. Ê, tóc em là suối, mắt em là hồ, nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệu anh cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu anh toàn thương vẫn nhớ. Đi cùng với em trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay rồi lại sáng mai. Chuyện anh nói đâu phải ngày một ngày hai, để như em gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Mọi người biết hôm qua em ngủ sao không? Em ngủ 3 giờ. Em ngủ 3 giờ. 3 giờ tới 5 giờ, 5 giờ em dậy. 5 giờ em dậy xong rồi ngủ tới nằm xíu còn ngủ tới 9 giờ. Rất mệt. Chẳng cần một giọt cà phê, không cần không cỏ không men không rượu, nhưng mà em vẫn cứ làm anh mê. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có là tình tình. Ừ, hai hôm rồi đó, ngày nào cũng trằn trọc hết, không biết suy nghĩ, không biết dạy kiếm ai mà cứ dạy kiếm hoài. 8 tiếng mới đủ ông ơi. Nhưng mà chả thấy 3 giờ. Các ông cũng thức khuya lắm đấy. Không phải do đói đâu, mấy nay em ăn em chả thấy ngon gì hết. Có đó, đó là một điều rất là bất hạnh đối với em đó, hiểu không? Ăn chả thấy ngon gì hết. Chào Thiện. Kiếm anh nào đang có hứng? Hứng gì? Kiếm anh nào đang có hứng gì? Sao dạ tương tư ai rồi à hả? Chả biết nữa. Không biết có ai để tương tư không? Người ta thường mãi nói với nhau về những thứ đã qua. Họ từng bên nhau vì điều gì? Bổn thương. Đức quá đáng. Anh đây nhìn, hello anh đây nhìn. Anh dép người yêu anh vô kìa, hello đi. Tên ẩm thực này ăn không ngon là một sự tra tấn, đúng thiệt. Đúng không? Hai đứa mình phải hiểu, hai đứa mình cùng gu mà. Cùng gu người á. Em không gọi là người yêu cũ, chỉ gọi là người từng thương. Dù chuyện tình mình giờ đã cũ, là người được nhớ, không quen được quen, thì giờ là gì của nhau. Em theo người ta đồng đại. Đang ngồi với bạn gái không nói chuyện. Anh ơi, bây giờ anh chỉ là một cái gì đó gọi là đồ thừa thải của người ta thôi. Ở bên đây anh làm được gì không bây anh? Nope. Ở bên kia mới làm được. À em hiểu rồi. Thấy ở đây á. Thấy ở đây anh không có áo cái bắt đầu không? I made your breakfast. Thôi cái này anh tự làm đi chứ. Em làm. Em gây thù quay oán với người ta là sao? Tội nghiệp em. Hello người yêu biết ghê. Em chào anh Thỏ nha. Dạ. Ê, mình dạ là chứng tỏ mình là người yêu thiệt rồi sao? Sao? Kêu cái gì? Vậy nó có... phụ lắm. Cái xong rồi qua ngày mai ạ. À. Xong qua ngày mai là anh yêu em. À, em yêu anh, Dayan ơi, cái kiểu... Để coi coi có không nha. I can't believe you let me down. In the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. Ghê lắm. Là tại anh chứ không phải là tại em nha. Baby,
Ai làm sao quên em đã cho anh những phút giây em bên. Thật nồng nàn em ai, thật nhiều tên tai. Và rồi tình ta tan vỡ, em bảo anh bơ vơ. Giữa dòng đời ông nội nhớ, không muốn cuộc tình gian dình. Người đã mãi rời xa, từng chiếc lá nhẹ rơi. Bước chân về tìm những kỷ niệm xưa, còn vương vấn nghe chua xót nói tim đau. Giọt nước mắt nhẹ rơi, lạnh buốt ra bờ vai. Mỏi ngon đợi chờ mãi bóng hình ai. Người yêu hỡi anh nơi chốn nào, tình ở phía anh đâu hay biết. Bao đêm nhung nhớ em từng đêm thao thức, mỗi hôn đó em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây. Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết, sao giờ anh thay đổi tình ở phía. Sao anh gian dối trái tim em đã tan. Tôi đọc đáp kể tôi nha. Ơi tình đời ta vừa xa vừa bé như áng mây trôi. Còn đâu ngày qua cần nhau kỷ niệm bàn thể thì chẳng sao. Anh làm sao quên em đã cho anh những phút giây em đêm. Thật nồng nàn em mãi, thật nhiều tê tái. Và rồi tình ta tan vỡ, em bảo anh bơ vơ. Giữa dòng đời ông mới nhớ không mất cuộc tình gian dình. Người đã mãi rời xa, từng chiếc lá nhẹ rơi. Bước chân về tìm những kỷ niệm xưa, còn vương vấn nghe chua xót. Giọt nước mắt nhẹ rơi, lạnh buốt ra bờ vai. Mỏi mòn đợi chờ mãi bóng hình ai. Người yêu anh đâu hay biết. Bao đêm nhung nhớ anh từng đêm thao thức, mỗi hôm đó em nguyện gìn giữ trong lòng từng ngày. Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết, sao giờ anh thay đổi tình ở phía. Sao anh gian dối trái tim em đã tan. Khi mà bạn muốn trở thành một rapper mà xung quanh bạn quá nhiều người không cho phép. Đây, chính là những con người này. Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết, sao giờ. Chính là những con người này mà em đâu có nói chữ thằng đâu. Em nói anh xiết cổ giùm em nha. Anh em dựng ok ở em sẽ cho ăn tỏi hết. Bây giờ em ráp lại cho nghe. Bây giờ em ráp lại cho nghe nữa nè. Giỡn hoài. Mở bài Duyên Phận ráp cho nghe luôn á. Bạn chỉ việc hát chuyện ráp là để rapper làm việc. Nhưng mà giờ tôi muốn quá rồi. Giờ sao không lẽ không cho tôi ráp hả? Đây bài này. Đâu rồi ta? Nè, bài này cũng ráp nè. Thôi bỏ đi. Không có ráp mấy cái bài khó vậy. Mấy bài này dễ dễ. Còn bị nói lên nói xuống. Yo, check it out. Không được mút nha. Phải nghe tôi hát ráp nha. Thấy sai sai rồi đó. Có cái nón không? Đưa cái nón cho đội đi. Chị cái đó. Lại đèn từng cuồng tiễn lại rơi, lòng nhà em cũng lấy. Trời ơi, quê quá ơi. Một chuyện tình đã qua, thêm bao nhiêu ký ức chụp trong một tiết kia. Sao mà tôi chia lì khi hai ta vẫn còn yêu. Em vẫn nhớ một điều mà anh đã từng nói, yêu em mãi mãi. Giờ đôi tay nhau luôn là theo đớn đau, tình rơi để con tim xa cách nhau. Mùa đông tuyết trắng chết theo ánh nắng, mùa đông dần phai. Tôi sẽ nơi đâu, tôi sẽ đã mất hay ở trên thiên đường. Tôi còn vẫn vương, giờ đã hết cách để nói yêu anh mãi. Cho tuyết trên thiên đường, nhớ nơi đây cùng hạt mưa tuyết.
cái sức lực của em nó chỉ tới đây thôi. Mình bỏ ráp đi, coi như thế giới em chưa tồn tại cái việc ráp đi. Mình nghe Tony Việt ráp có vẻ hay hơn đó. Hồi nãy ông Bayon ông nói em là em ráp cái flow của em nó nhẹ, thì làm sao mà em còn hứng để em ráp nữa. Ok, cảm ơn anh. Tự an ủi bản thân được rồi. Và hồi nãy là bài lặng nha anh, có muốn em ráp nữa không? Tôi cũng công nhận là flow mà khi mà tôi ráp thì nó rất là kinh khủng. Đó, nghe người ta ráp hay ha. Dụ hoài à, lấy tôi ra làm trò hề dụ hoài à, khổ. Một chuyện tình đã qua. Nhỏ lớp trưởng á, ngày xưa em biết đọc rap về đó đó, nhưng mà em giờ em không biết nữa, em quên rồi. Nghe cái tên là thấy quấy tèo rồi, T-Rapper. Xa cách nhau mùa đông trăng chết theo anh nắng mùa đông dần phai. Có ai mà T-Rapper, T-Kid-Rapper hả? Trời ơi. Đâu rồi, nhỏ lớp trưởng đúng không? Năm học mới đã tới, chuyện anh lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới. Những chiếc áo dài thước tha lướt qua, ôi thật là xinh quá, vui quá. Và một lớp mà nam còn ít hơn là nữ, mà mấy bà thì hung dữ, nhưng đồ cá là rất xinh và cũng rất nhiệt tình. Nên mình mới khổ bị đè đầu cưỡi cổ, bị sai giặt tùm lum. Nhất là nhỏ lớp trưởng cứ bắt mình làm gương, cứ kiểm tra bài tập, cứ không làm thì mét khô. Nhỏ lớp trưởng là tôi á. Cái xấu cho gặp nhỏ chưa bồ. Đến một ngày chịu không nổi, ăn gói xôi cũng không vô. Cầm nguyên tập cho lên tường, nhỏ lớp trưởng chỉ nên căng. Rồi âm thầm quay bước đi, nghe thiên hạ đã đồn rằng đứa mới nhỏ đã nghẹn ngào tuôn rơi. Kể từ ngày hôm đó, nhỏ cũng không la ó, nhỏ cũng không thèm ngó. Để mình qua một xó, chẳng còn ai chăm lo. Và mình tìm thấy tự do, nhưng lại thiếu cái gì cho mình lại khó chịu. Đang lấp lánh trên cao bên chim hót, thế thì nói em yêu anh rồi. Vì anh ngóng anh không biết được, thì em cứ ngu ngơ thế thôi. Cứ lúc trước trêu anh vậy thôi đó. Và em ước mong sẽ có người được nghe tiếng anh yêu nói rằng, nói gì? I love you. Thôi thì làm con trai đã có lỗi thì xin lỗi. Bà đừng giận tôi nữa nha, tôi biết lỗi rồi mà. Tôi xin hứa về sau sẽ không hay nổi cấu ngoan. Lớp trưởng được nhân gian xưng tụng là người, đúng rồi, người yêu quốc dân. Nói ra một câu hứa vậy mà 3 năm chỉ có một người, thấy không, thấy ghê không? 3 năm trời chỉ yêu đúng một người, ghê không? Mua bánh chén, mua nước ngọt, xách đôi giày, xách cái cặp, cái gì mình cũng gặp. Ôi thật là mất mặt, trước cái lũ con trai chúng nó cứ đùa dai, nhỏ thì cứ ra oai, thật tội nghiệp đời trai của mình. Vậy mà bây giờ còn mấy câu thì bạn, ừ, thấy lâu không? 3 năm là hơi bị lâu rồi đúng không? Trời ơi, tình yêu tuổi học trò mà mấy ông ai chẳng có tình yêu tuổi học trò đúng không? Rồi không ngờ anh ghế một. Còn ai nữa không? Anh đá luôn đi anh. Nắng lấp lánh trên cao bị chim hót, khẽ tiếng nói em yêu anh rồi. Vì anh ngóng anh không biết được, thì em cứ ngu ngơ thế thôi. Cứ lấp chóc trêu anh vậy thôi đó. Em cũng là bí thư đảng. Em là bí thư đảng trường luôn á. Tại vì biết sao không? Em, tại vì trường em rộng lắm. Trường em rộng lắm, học nửa học kỳ thôi là biết được mặt hết mấy đứa trong trường luôn. Trường em nó bự lắm, biết hết luôn, từ lớp 10 đến lớp 12 biết hết mặt luôn, nhớ tên luôn á, không chừng nhớ tên luôn á. Trường bự quá mà, ừ, bự quá. Đó ký ức ùa về hả? Còn bài nào hay hay giống vậy nữa không? Tối thứ bảy tuần này bà có bận cái gì? À, hát bài xe đạp tin đi. Có gì không nè? Thì tôi không có đâu, em là chùm mau quơ luôn á. Tốt quá. Không dạ. Không có gì hết mà quyết định vậy đi nha, đúng 7 giờ tối không gặp không về. Đúng 7 giờ tối không gặp không về luôn. In thôi.
anh Thoại. Ngày xưa anh với em gặp nhau trong giấc mơ, dường như trong em phút giây đầu tiên như đã yêu anh từ lâu rồi. Khi cùng nhau đi trong cuộc đời, từng vòng quay đất ta đến bên hạnh phúc ấy chỉ riêng em và anh. Chiếc xe đạp ngày nào em vẫn chờ từng ngày đến bên anh, cùng anh đi tìm hạnh phúc. Những kỷ niệm ngày nào trên chiếc xe cùng chàng ấm áp bên anh người ơi. Và chiếc xe đạp này ấy như mang em trao đến anh. Và chiếc xe đạp này ơi, đôi ta luôn luôn có nhau. Em vẽ lên chiếc xe đạp nè, em vẽ trái tim tụi mình nè, từng vòng quay khắc tên hai chúng ta. Và chiếc xe đạp này ơi, đưa em bay trong giấc mơ. Và chiếc xe đạp này ơi, đôi ta luôn luôn có nhau. Em vẽ lên thêm bao hoa hồng, vẽ lên thêm bao cầu vồng, sẽ mãi mãi bên em và anh không bao giờ. Vẽ lên lên ngồi cạnh đi chọn xe đạp. Ờ cái gì em à, từng vòng quay của xe đạp đã đưa ta đến gần nhau với nhau hơn rồi đó, và đó sẽ là những vòng quay tình yêu đấy nha. Và những vòng quay ấy sẽ mãi mãi quay mãi không bao giờ ngừng lại, phải không anh? Ừ vậy. Ngại thế. Nhai dễ sợ. Ngày mai tôi không có à, ngày mai tôi có show chứ. Ngày xưa anh với em gặp nhau trong giấc mơ, dường như trong em phút giây đầu tiên như đã yêu anh từ rất lâu. Đi trong cuộc đời, từng vòng quay đưa ta đến bên hạnh phúc nơi ấy chỉ riêng em và anh. Chiếc xe đạp ngày nào em vẫn chờ từng ngày đến bên anh, cùng anh đi tìm hạnh phúc. Những kỷ niệm ngày nào trên chiếc xe cùng ấm áp bên anh người ơi. Và chiếc xe đạp này ấy em trao đến anh. Và chiếc xe đạp này ấy, đôi ta luôn luôn có nhau. Em vẽ lên chiếc xe đạp nè, em vẽ trái tim tụi mình nè, từng vòng quay khắc tên hai chúng ta. Và chiếc xe đạp này ấy như... Và chiếc xe đạp này ấy, đôi ta luôn luôn có nhau. Em vẽ lên thêm bao hoa hồng, vẽ lên thêm bao cầu vồng, sẽ mãi mãi bên em và anh không bao giờ xa. Nãy giờ thấy đạp xe đạp hoài luôn đó, tôi cần nghỉ ngơi được không? Đạp nè em vẽ trái tim tụi mình nè, từng vòng quay khắc tên hai chúng ta. Và chiếc xe đạp này ấy như em bay trong giấc mơ. Và chiếc xe đạp này ấy đôi ta luôn luôn có nhau. Em vẽ lên thêm bao hoa hồng, vẽ lên thêm bao cầu vồng, sẽ mãi mãi bên em và anh không bao giờ. Cảm ơn mọi người nha. Chắc hết show rồi. Cảm ơn anh Trà Đào. À, hôm bữa anh Nam nói em là đi vào đây cái xong bị gì á, bị ông tạo nick mới á, bị gì vô không được. Trời ơi, ngày xưa cái tình yêu của tôi á, cái tình yêu năm cấp 2 của tôi á, trong trí nhớ tôi là đi là chỉ có xe đạp thôi chứ làm gì mà đi xe máy, đúng không? Năm cấp 2 á mà ông nào chở bạn gái bằng xe máy là gọi là cái gì luôn rồi đó, thấy ghê lắm. Năm cấp 2 là đa số toàn đi xe đạp không à. Xe đạp điện hả? Xe đạp điện lúc đó có xe đạp điện là ghê lắm rồi đó anh. Em còn cái thẹo xe đạp điện của nhỏ bạn á, em chạy á em bị té, giờ còn thẹo luôn nè.
Cấp 2 là lớp bộ. Những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh ngời. Ghê. Ủa bây giờ tình yêu học trò không cho người ta có tình yêu hả? Không lẽ bắt người ta ế suốt đời hả? Thêm một lần để anh được gần trái tim của em. Cảm ơn anh Soái nha. Hồi nãy giờ em đạp xe đẹp dữ quá rồi, em không thể nào còn hơi để hát bài này đâu. Qua đủ cho một mối tình, xấu em không thể ở lại với anh. Mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường. Đạp hơi căng. Tháng năm thăng trầm dòng đời ngã chỉ có nút xăm thôi. Giờ nó căng ống hút, em không hút lên được. Hãy say cùng anh. Nè khỏi nói rồi, bây giờ mở mấy nhạc đùng 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 này nè là đứng quẩy vậy, đúng rồi vậy, đứng nhúng qua nhúng lại, nhúng qua nhúng lại như thế này. Thôi em uống được rồi, không sao đâu. Dòng đời ngã nghiêng mình. Nó học mẹ nó đó, đó. Nó học mẹ nó chứ học em gì. Xây cho trái. Có đâu. Vì Ti không có hay quẩy đâu. Có mẹ nó đó. Hãy xây cùng anh. Nhà của em hiền nhất rồi. Nhiều khi ở trong nhà bị ăn hiếp cũng buồn á chứ. Ra ngoài đường cũng bị ăn hiếp nữa. Cũng buồn. Nhưng mà thôi, do mình hiền quá mình chịu thôi. Anh Vy anh. Em chỉ giỏi làm rapper thôi nha. Mai mốt mà mọi người có yêu cầu em hát chung gì á thì mời Ticket rapper mà hát chung nha. Ticket rapper, Ticket rapper, nghe tên là thấy nó quải chè rồi. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ. Gọi là gì ta, kém sang á anh, mát sang gì. Ừ, sinh ra không dành cho rap. Anh dừng và mây say đến đây xóa tan xa ở tận sâu trong trái tim này. Ai tự ly cà phê sớm mai cho ngày nhẹ trôi. Liền bỏ ảnh. Tình yêu là nhớ, tình yêu là mơ. Một lần gặp gỡ. Em đi công việc. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phải nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Tình yêu là thế, tình yêu là thế. Nhiều lần buồn bã. Tí nữa tôi để lên ngày của tôi cho mấy người coi. Chắc có chài để đi á. Cuộc đời tôi là chỉ gắn liền với mấy ông thôi, mấy ông hiểu không? Nên là không có bồ được. Chỉ có mấy ông bỏ tôi á đi kiếm bồ á. Để tán nhảm với anh em. Em cũng là phục cái độ mà chút độ đó, phục cái độ mà cái những cái từ ngữ của anh á nói ra câu nào có đấy, trời ơi
Này, này thì để tán nhảm với lại rớt nước mũi. Wow. Sao cảm động đúng không Bảo? Tán nhảm. Giờ em mới biết có từ tán nhảm á. À, khi mà cái thằng nó nói nó đi nó tán gái thì có thể là nó tán thiệt hoặc cũng có thể nó tán nhảm đúng không? Tình yêu là nhớ, tình yêu là mơ. Bây giờ em tán nhảm anh nha. Tán xỉu, có tán xỉu luôn. Tán sắp mặt. Tình yêu là thế, tình yêu là thế. Nhiều lần buồn bã khiến trái tim nghi ngờ. Nghe ớn chè. Quải chè, nghe quải chè. Ớn chè thì nó hơi nó hơi khó đọc chút. Quải chè đi cho nó hay. Em tán nhảm á. Em tán nhảm có nghĩa là em lấy tay tán vô mặt anh cái vậy nè. Quải chè có nghĩa là như thế nào nhỉ? Quải chè có nghĩa là chán nhá. Kiểu như ba gai là nó hay kiếm chuyện á. Còn quải chè có nghĩa là như thế nào? À, con này nhìn mày chán quá hay gì? Em không biết giải thích sao hết. Đánh chè là gì? Ờ chán đời. Ờ nói chung là vậy á. Như em là gọi là quải chè. Như cái tên rapper Tikit là gọi là quải chè đó. Nghe hay nó mệt á. Vì yêu anh tuột mẹ. Chắc là do lát á anh. Bị gì đâu, anh thử thách ra vô lại coi. Đừng đến anh lần đêm bỡ trời với khi nghĩ tới em đã sai mà. Em bơ anh nào. Ngồi giữa bóng đêm em không thể ngủ được vì nỗi nhớ anh vu vơ bất thường. Cảm giác đắm say cứ thế đông đầy nơi trong trái tim là thứ bấy lâu nay em đã kiếm tìm. Nhưng câu chuyện thật dài mỗi thôi, nhưng phút giây bối rối. Có anh, có Nam á, Bảo Nam á, nhưng mà Nam mấy nay không thấy vô, đi lấy vợ rồi. Nhìn vào đôi mắt em chỉ muốn ôm anh thở trà để em nói anh nghe, nói anh nghe lòng mẹ. Người ơi anh có biết em đã yêu. Nghe nói thì bây giờ record giùm mà anh hỏi ừ anh Nam bỏ em theo vợ rồi. Hôm bữa ông cũng đã nói rồi, em cũng nghi rồi, ai dè là sự thật luôn. Yêu ba ca chi nha. Nha bây giờ nha. Để tôi hát nha. Quê quá. Đàn ông nói dối giỏi lắm. Ok. Vậy là anh có nói dối em không? Không. Cái kiểu mà anh nói thiệt mà. Anh nói thiệt mà là nói dối đúng không? Anh dép. Khiến em giờ đang như quên mất lối. Từ khi đã chót lỡ yêu rồi, em chỉ mong gần anh mãi thôi. Để em hôn nhẹ lên, hôn nhẹ lên bờ môi.
muốn nói yêu anh rất nhiều. Và em muốn hát cho anh bài hát trong tâm hồn em. Thật mạnh mẽ nhưng sau nhiều lúc mộng mang. Chuyện tình yêu chẳng thể nói trước điều gì, nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi. Nguyện bên anh trên con đường dài thì trong mãi mãi. Người ơi anh có biết em đã yêu anh rất nhiều. Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng em thật sự nhớ. Muốn được chở che cho anh những đêm lạnh về. Em muốn nói yêu anh rất nhiều. Còn lót lét. Lót lét có nghĩa là gì? Hồi nãy anh bây giờ nói là show sau anh làm gì? Ok. Hồi nãy anh bây giờ nói sao sao làm gì? Nhưng mà sao sao em đâu có show đâu. Ừ. Buồn. Cảm ơn anh Tú. Hôm nào mình lại vào mình đạp xe đạp tiếp nhỉ. Đường ta đi giờ đây sẽ lối. Em thích bài này lắm luôn á, lâu rồi mới thấy lại bài này. Summer after high school when we first met, we make out on the Mustang to ready and all my 18th birthday. Ngày xưa em hay nghe nhạc với Diệu Khai. Thành vậy đó. MV bài này hay. Anh coi chưa? Đập xe đập chung ghê thật. Chỉnh cái chế độ mà mọi người coi MV chung với em luôn, em không biết chỉnh sao hết. Để bữa nào hỏi mấy idol xong rồi em làm thử. Em thấy idol hay làm á. Mới tát em vô bài nè, nó là vào show không được bị gì á. Nó là nãy giờ ai ăn hiếp em là Nam sẽ xử lý hết. Nãy giờ ai nói em là như xử lý hết. Giờ chỉ điểm anh. Anh đầu tiên. Sao rồi, người thứ hai là những người còn lại. Người đến đây là one day got away. Okay. Can't replace you with a man. Giờ rồi, bye bye mọi người nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người hôm nay đã vào coi show với em. Ngày mai gặp lại. Ừ đúng rồi đó. Bình thường của chị Nam bên giờ họ bên hết. Chị bây giờ có ăn hiếp em hoài à. Giận chị bây giờ luôn.
cũng ráng rồi, đã hát rồi chứ. À, chị ghét giỏi quá trời, tém tém vào giận chị bay à luôn, giận chị ẹt luôn, giận chị dép luôn, giận hết luôn, giận chị sói luôn. Đúng là chị em với nhau giận thì cả, đúng không? Nãy giờ nếu như mà gặp một người con trai giận thì năn nỉ xin lỗi rồi. Mình biết mình được đi hả? Cách đây 2-3 giây gì á. Ai đi nói em nha. Ừ, có lên thì nói em. Xong cho em ăn bún đậu mắm tôm không ta? Em nghi lắm, em sợ có một ngày sẽ như vậy. Không là cho em ăn một cái gì đó cay thiệt là cay luôn á. Trời chắc thiệt, chịu thua luôn. Không, sầu riêng nữa. Em sẽ xỉu mất. Cái gì nữa nhỉ? Chả giò hả? Ngon vậy. Ê, món này thích nè. Chả giò ăn với salad ngon lắm. Chua idol chưa lên. Em xỉu luôn á anh thiệt. Ăn sầu riêng em xỉu luôn á, em xỉu tại chỗ luôn á. Em ủa, em chưa ăn bánh sầu riêng bao giờ mà. Không hửi được cái mùi đó ghê. Không, nghe mùa nó cứ nặng nặng khó chịu. Trừ những cái món nãy giờ em kể ra là món gì em cũng thích hết. Nhưng mà một khi tập cho em ăn á, thí dụ em không biết ăn món đó mà tập cho em ăn mà em đã biết rồi á,
là khỏi ăn á, em lấy em dành ăn luôn á. Ừ, là ghiền luôn, là xác định cái đứa đối diện luôn, xung quanh luôn, ăn bánh mạc luôn. Ừ, tính em vậy á. Thí dụ mà thích món gì đó quá, xong rồi ăn á, ngày nào cũng ăn hết, ngày nào cũng ăn xong rồi ngán, thời gian ngán cũng cỡ ít thôi, 2-3 năm gì á. Xong rồi ăn lại. Ok, chị Chi, chị sao hả chị Chi? À rồi, ai đâu?